đón toàn thể quý vị đang đến với một trong những chương trình truyền hình được chờ đón nhất năm nay, Rap Việt. Thiên đàng dành cho anh, ông giờ giật lối đi tới chiếc cổng trời miệng anh nhà khói. Anh biết nơi này từng là khu anh sống, tiên nữ đâu hết rồi, mau đưa anh vào trong. Chương trình Gặp Thầy Giỏi Được Thuốc Hay phát sóng lúc 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.